Sau này là test FIFA lái 4 trên đèo Latitude 5410. Cấu hình là i5 10310U RAM 16 SSD RV10E. Cầu đang đặt cấu hình là thấp. Mình vừa thử một trận rất thấp thì cũng đá rất là mượt. Bây giờ thử luôn với cái chế độ thấp xem thế nào. Nói chung là đá này nó phải thấp thì phải bỏ bớt cái bướm đi nhỉ. Ăn giả thì chơi cho nó đặc biệt. Cho nó chơi PVP. Không nhớ là cái gì nữa. Thành tự để thật đi. Thật thôi. Xây dựng vậy phải AutoCAD 2D nhẹ nhàng và tác vụ văn phòng. Bạn có hỏi là chơi FIFA Online không thì mình mới test được ra những con chip U này thì từ thế hệ 10 trở về trước thì đã FIFA thì nó cũng không được mượt lắm. Trong đề rất thấp thì nó vẫn mượt, thấp với cả trung bình đương nhiên cao là không thể rồi, thì chắc nó sẽ giật một tí. Ok, nó chặn luôn. Tốc độ phản hồi rất ok. Không bị lag. Hình thì có vẻ như là hơi giật hơn, tất nhiên là hơn giờ giật hơn so với cả rất thấp. Đúng rồi. Chết luôn. Sức khỏe cho bà Bêu này quá. Ok, nó nói giờ đi. Nói chung là tốc độ phản hồi tức là của con CPU ấy thì cũng ok. Mạng của mình đang dùng là con này thì có wifi 6 rồi nhá. Tức là con laptop này sử dụng wifi 6 và bản thân mình cũng đang dùng modem là phát ra wifi 6. Nên là tốc độ nó có thể nói là cao hơn wifi 5. Đây rồi. Ui giời ơi. Nhưng mà BBK các bạn ui ôi. Toàn rồi, chết rồi rồi. Nói chung là con này đá FIFA được đấy Hiếu ạ. Bạn mình tên là Hiếu. Thi thoảng trước cổng trường ngồi giải trí. Casemiro.
Fernandez, Christian Eriksen. Một sự liên kết chặt chẽ, họ đã phối hợp với nhau rất ăn ý. Tôi đến một trận thi đấu tốt hơn đồng môn. Coronavirus. Vâng, đó chính là một pha phạt góc. Có lẽ anh ấy đang đợi cú băng lên từ đồng đội của mình. Quả này ui. Chuyển thế mà không thấy. Toàn rồi. Nghe ai không? Một trận review thua này. Phí quá quả chứ cũng không ăn được. Này thì không vào. Ok, được. Mình thật ra là đã FIFA lâu rồi mà không đá theo bài biết gì cả. Đá theo bản năng. Đá rất hay nhưng mà trận này toàn khen. Anh em thì cứ bảo là handicap này nọ nhưng mình thấy là do lối chơi chứ. Đấy còn này thì vào đấy. Úi xôi ui. Kiểu là phát hay quá nhỉ. Thêm lý lực thì sẽ ăn. Bày nhẹ phát thôi. Các bạn ở Bisaka những quả như thế là còn nó ui ôi con fix game là ui thôi đang định face này đang lên anh em lại chửi chết 8 phút rồi thôi cho hết trận đi. Mình hay đăng YouTube mấy cái clip là test bay bản thân mình bán thì mình cũng muốn là sắp nhất có thể để có tài liệu cho em mua máy kiểu nhìn vào. Ủa ngoài cả của ngoài chiều mình hay gì bị sa ca ui rồi tiếp tục nào ơi nào thế à, những tình huống kiểu combat như vừa rồi thì là hơi lag đấy, lag hơi giật đấy. Bản thân con chip này chơi một thời gian là nó sẽ bị nóng. Ảo phê. Vậy chuyện thứ hai chuyện giật ngang đúng không? Rồi. Không được. Úi giời hay quá. Chưa giữ xe. Thua. Được quả review máy thua. Không sao.
chính là mình cho anh em xem là con này nó chạy như nào thôi. Mình nhắc lại là mình đang test trên con Dell Latitude 5410. Đấy. Chip là i5 thế hệ 10. i5 13 10 10310U. Đó là tình huống bắt bóng của 8 luồng. Base speed hình như là 2.21 thì là. Ủa rồi toàn. Thôi. Tắt nhá. Thì ngắt video đây nhá. 5-1 rồi. Thôi đùa đây cũng đăng lên rồi, thua rồi. Không được thêm bản hành dự, thôi, ngắt luôn.